Xin kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe bài số 3 với tựa đề Những lời khẩn nguyện. Phần Ba La Mã tương lai. Những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu về Đức Chúa Cha trong phần này có đầy sự quan tâm hướng về chúng ta ngày nay, cũng là những lời tiên tri bày tỏ cho chúng ta biết trước về hiện trạng của chúng ta là những người tin Ngài trên thế gian trong những thế hệ kế tiếp tương lai sau khi Ngài thăng thiên. Chúa Giêsu thưa cùng Đức Chúa Cha rằng: "Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." Câu 13 đến câu 15. Chúa Giêsu cũng cầu xin rằng: "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật." Câu 17. Chúa Giêsu biết rằng chúng ta đang sống giữa thế gian thì sẽ không thể nào tự giữ mình hoàn toàn thánh khiết. Nên Ngài đã cầu xin Đức Chúa Cha khiến chúng ta được nên thánh bởi lời của Ngài. Lời Chúa có năng lực làm chúng ta trở nên thánh khiết hơn mỗi ngày, làm cho phần thuộc linh của chúng ta được lớn lên, được tinh sạch, thánh khiết hơn mỗi ngày. Hay nói cách khác, Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người thuộc về Ngài mỗi ngày sẽ được thánh hóa, trở nên giống Đức Chúa Con hơn bởi sự vâng giữ lời Ngài. Vì vậy, lời cầu nguyện phải lẽ mỗi ngày của chúng ta sẽ là: "Xin Chúa giúp chúng con khao khát lời Ngài để càng ngày càng trở nên giống như Cứu Chúa của chúng con hơn." Mục đích của những môn đồ theo Chúa Giêsu được chính Ngài bày tỏ cho chúng ta là họ sẽ ở giữa thế gian để làm muối của đất, chiếu ra ánh sáng của Ngài cho thế gian mờ tối này. Vì vậy có thể nói, khi Chúa Giêsu cất hết cơ đốc nhân ra khỏi thế giới hiện tại thì thế giới sẽ sa vào sự hỗn loạn, vô trật tự, và quyền lực của ma quỷ sẽ chiếm hữu hết cả thế gian. Trong suốt chiều dài của dòng lịch sử Hội Thánh, chúng ta thấy có những nhóm người cho rằng họ muốn biệt mình tu thân để có đời sống thánh khiết gần gũi Chúa. Họ tự nguyện cô lập khỏi thế gian trong những tu viện vắng vẻ. Nhưng đó không phải là ý chỉ của Chúa cho con cái Ngài, mà lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho thấy: "Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác." Câu 15. Khi chúng ta còn sống trên đất ở giữa thế gian, Chúa Giêsu muốn con cái của Ngài giống như chính Cứu Chúa. Sống giữa những kẻ thuộc về thế gian để chiếu ra ánh sáng và tình yêu của Cứu Chúa trong thế gian đen tối này. Sự Chúa Giêsu về trời và Ngài cũng đem tất cả các môn đồ của Ngài đi với Ngài, thì làm sao chúng ta ngày nay có thể nghe, hiểu, biết được tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta? Thế giới chắc chắn sẽ vẫn còn mò mẫm trong sự tối tăm, và mọi người sau đó sẽ đi vào trong sự chết mất đời đời. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta biết ý chỉ của Ngài đặt để chúng ta giữa thế gian để chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời. Ngài cầu xin rằng: "Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian." Câu 18. Giữa thế gian là nơi Chúa sai chúng ta làm những công việc trong chương trình cứu rỗi của Ngài, đó là rao giảng tin mừng để cứu người hư mất. Hãy cầu xin Chúa đừng vội vã cất chúng ta ra khỏi thế gian theo ý riêng chúng ta, nhưng hãy trung tín hoàn tất mọi công việc Chúa giao phó. Rồi khi xong công việc, chúng ta sẽ được lìa khỏi thế gian, được Ngài đem chúng ta về nơi an nghỉ đời đời trong nước Ngài. Trong câu 20, cho chúng ta biết những lời cầu xin này của Chúa Giêsu
không chỉ cho 11 môn đồ của Ngài thời bấy giờ, mà Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài trong suốt mọi thời đại, và cũng cho chúng ta là những người tin nhận và thuộc về Ngài ngày nay nữa. Chúa Giêsu thưa cùng Đức Chúa Cha, ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Câu 20 đến câu 21. Chúa Giêsu muốn sự liên kết hiệp một giữa những người tin Ngài cùng với Ngài, như sự hiệp một giữa chính Ngài và Đức Chúa Cha. Điều này cũng phải thể hiện cho chúng ta là những anh chị em dù khác giáo phái, khác hội thánh địa phương. Khi một người thật sự tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta trở nên những anh chị em trong Đấng Christ, có cùng một Cha, một Cứu Chúa và cùng một Đức Thánh Linh. Sự liên kết thật đó chỉ xảy ra trong đức tin nơi Chúa Giêsu. Con Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng đã chết thay tội lỗi cho chúng ta. Trong phần cuối của bài cầu nguyện này, Chúa Giêsu cầu xin Đức Chúa Cha yêu thương các môn đồ của Ngài bằng mối liên hệ trong tình yêu Cha Con. Ngài đã yêu các môn đồ Ngài bằng tình yêu đời đời. Vì thế, những gì Ngài nhận được từ nơi Đức Chúa Cha, Ngài cũng muốn ban lại hết cho chúng ta. Tình yêu thương và sự vinh hiển từ Cha ban cho con, thì chúng ta cũng sẽ nếm trải sự ngọt ngào qua mối liên hệ đó và qua những việc lạ lùng mà Cha sẽ thực hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nghe những lời cầu nguyện tràn đầy hy vọng và phước hạnh cho chúng ta rằng: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con. Câu 24. Đó là niềm hy vọng mà mỗi người theo Chúa Giêsu trông chờ. Chúng ta đọc lời Ngài, nghe giảng về Ngài, giao phó linh hồn chúng ta trong tay Ngài. Nhưng đôi khi chúng ta lại có lòng nghi ngờ và bất an. Con đường theo Chúa dường như mờ ảo, nhưng khi Chúa Giêsu chắc chắn sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa, chúng ta ngước mắt lên trời xem thấy Ngài hiện ra, thì tất cả những nghi ngờ sẽ được xóa tan. Chúa Giêsu muốn chúng ta luôn liên kết với Ngài, trung tín sống và làm theo lời Ngài cho đến khi Ngài trở lại từ trời, đem chúng ta đến nơi đoàn tụ với Ngài đời đời. Có hai sinh viên của một trường đại học nọ, gia đình cha mẹ họ đều giàu có, khá giả. Họ đến một hội thánh gần trường đại học nơi họ đang theo học, xin mục sư quản nhiệm làm đám cưới cho họ. Họ chuẩn bị và xin tổ chức nhiều chương trình và tiệc tùng rất lớn. Mọi chương trình của họ đều rất tốn kém. Họ cũng nhờ hội thánh lo việc cắm hoa cho đám cưới theo yêu cầu của họ. Sự yêu cầu này tốn kém cho công quỹ của hội thánh phải ứng trước ra rất nhiều. Mục sư lo lắng vì sợ sẽ gây nên sự thiếu hụt công quỹ và nợ nần cho hội thánh. Xong đám cưới, trước khi họ rời hội thánh đi hưởng tuần trăng mật, thì chú rể đã không quên trao cho mục sư quản nhiệm một gói quà, gói bằng bao giấy để tỏ lòng cảm ơn hội thánh. Mục sư và bà đã góp phần lo cho đám cưới của họ. Khi mở món quà ra, thì mục sư thấy một cặp bao tai bằng da, kích cỡ của trẻ con. Cặp bao tai này quá nhỏ cho tay mục sư, nên ông đem về đưa cho bà. Bà mục sư nhìn cặp bao tay thì lắc đầu và cười, vì cũng quá nhỏ cho kích cỡ tay bà. Bà đặt cặp bao tay trên bàn làm việc của mục sư và nói đùa: phụ cấp lễ đám cưới của ông đó. Họ hơi thất vọng về món quà vô ý nghĩa và không hữu dụng này của chú rể.
Một ngày kia, mục sư ngồi làm việc và ông cầm cặp bao tay trên bàn lên thử mang vào tay. Thì ông khám phá ra trong các ngón tay của bao tay có những cuộn giấy nhỏ bên trong. Tò mò, mục sư đẩy những cuộn giấy này ra khỏi bao tay và coi thử đây là những giấy gì. Mục sư khám phá ra mọi ngón tay của bao tay đều có tờ giấy 100 đồng cuộn vào bên trong. Vậy là số tiền 1.000 đồng từ chú rể của đám cưới này đã dư để trang trải cho việc cắm hoa của hội thánh trong lễ cưới của họ. Điều này cũng nhắc cho chúng ta về sự rộng lượng của cứu Chúa khi chúng ta góp phần trong công việc Ngài. Khi chúng ta quyết tâm làm hoàn tất những điều Chúa đang giao phó, thì khắp mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta sẽ tìm thấy phước hạnh và sự thương xót của Ngài đeo đuổi theo chúng ta. Đó là những điều quý giá hơn những vật chất tạm bợ và vàng bạc trên thế gian này. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết ân điển, sự phước hạnh không xiết kể mà chúng ta đang được hưởng, cũng như mối liên hệ trong sự thông biết Chúa, hầu cho cuộc đời chúng ta sẽ là những ngày thỏa vui, phước hạnh và đầy ý nghĩa khi chúng ta dâng hiến thì giờ, công sức làm những công việc Chúa đang giao phó cho chúng ta. Chương trình đọc sách giảng giải phúc âm của Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Đà Ra xin tạm ngừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe bài tiếp theo trong kỳ tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email dara.unitedchurch@gmail.com hoặc bình luận trên Facebook Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Đà Ra. Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.